Với anh thấy em gái biến tế quen lắm, không biết là bạn bè, đối tác hay là chỉ đã gặp khi mổ rồi á. Quen thì sao hỏi thăm coi chứ anh. Thôi thôi, tự nhiên qua hỏi mình chỉ rây lắm. Để anh cố nhớ lại coi, chắc chắn là đã gặp nhau, giao lưu về nhau khi mổ rồi á. Cố nhớ mình chỉ, hai vợ chồng ta qua hỏi đi, nó phải rây mất, đi. Hay là bạn đối tác quan trọng. Em ơi, chào em nha. Dạ, em chào anh chị ạ. Em ơi, cho anh hỏi, có phải em làm ở bên ngân hàng không mày? Dạ, không phải anh ạ, có lẽ anh nhầm người khác rồi. À, em làm ở bên nội thất đúng không? Không phải anh ạ. Anh nhớ ra rồi, em là chủ hiệu thuộc chi. Đợt em có tặng mẹ anh một hộp trì huyết nách ở đó à. Dùng hiệu quả lắm em ạ. Mời bối một hai lần mà đã đờ nhiều rồi. Mẹ anh khen em chuột mà chưa có dịp gặp lại để cảm ơn. Anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ anh ơi, cũng không phải anh ơi. À, rồi thì em làm chi hả? Dạ, em làm mà sao quất lắm anh ạ. Ai ơi mà. Xin dính được. Em ơi, tai nghe nghe hay đó, em bán mấy tiền đó? Dạ, tai nghe thì giá gốc là 1,2 triệu anh ạ. Bên em đã khuyến mãi con 510,000. Chỉ mà đắt rồi em, 255,000 bán thì để cho anh một cậy. À, cái anh đi, anh trả giá cùng một vừa hai phải thôi chứ. Từ 510 anh giảm con có một nửa. Anh nghĩ tôi lấy nhiêu rồi à? Anh tính ăn cướp à? Trả gì mà trả như bỏ ráo rồi. Từ sáng đến giờ chưa ai mở hàng đó. Đúng là hàm mà. Không bán thì thôi, mất chi mất cắn. Nghe thì hay thật đó, mà chủ ngoá mồm quá. Anh nói, anh nói. Anh nói, đừng là em bán cho đấy. Em bán lồ cho anh đấy. Bán lồ mở hàng cho anh đó. Ơ, rồi là lồ cùng bạn à. Cậu này nghe quen này. Rồi là bán 255,000 chi. Dạ, 255,000 anh ạ. Lồ cùng bán. Nhanh lên ra đi hỏi tí. Có chuyện chứ đâu anh. Với, cho anh viên thuộc đâu đâu với. Đóng mấy nghìn hàng từ khi sáng đến dư. Cả thử loa karaoke, cả thử tai nghe. Đau hết đâu rồi. Tội chồng của em hầy. Anh vất vả quá. Ông trời ơi, con xin ông hãy cho những cái áp lực, những cái mệt mỏi, muộn phiền của chồng con tan biến hết. Hả? Ai ơi mà.